Đi. Chào các bạn đã đến với kênh Đam Mê Câu Cá của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn 4 nguyên liệu để làm mồi câu cá trôi chép chấm rất là đơn giản và hiệu quả nha các bạn. Mình đã thử nghiệm và đã test lên rất nhiều cá trôi chép chấm từ cái bài mồi này nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn 4 nguyên liệu để làm mồi cá trôi chép chấm đơn giản mà lại cực kỳ là hiệu quả cao. Đầu tiên thì các bạn chuẩn bị mình một cái thao thiệt là to như thế này. Đây là một cái thao giặt đồ nha các bạn. Cái thành phần đầu tiên đó chính là cám gà con. Đây là cám gà con nha các bạn. Đây là cám gà con hạt loại viên lớn. Các bạn chuẩn bị cho mình 5 kg cám gà con loại viên lớn nha. Càng tanh càng tốt nha các bạn. Đây, lại to như này nè các bạn nè. Đó, 5 kg nha các bạn nha. Các bạn đổ ra ngoài cái thao này cho mình luôn. Đó. Các bạn dùng cắm gà này á, nó đỡ tốn mồi, đỡ tốn nhiều tiền nha các bạn. Đó. Tức là rẻ. Đây là cắm tanh 40 ly đạm. Đó. Đã sẽ được thay nhuyễn ra rồi. 3 kg nha các bạn. Tạo một vị tanh nặng nha. Đó. Đây. 3 kg cắm tanh. Bạn đổ ở đây luôn, 3 kg. Rồi. Cái nguyên liệu thứ ba. D1. Đây là mồi câu cá D1 nha các bạn. Với cái mồi câu cá D1 này các bạn chuẩn bị mình 3 gói mồi câu cá D1. 3 gói nha các bạn nha. Đó. Có tanh, có hương dâu. Rồi. Các bạn cho hết 3 gói vô cho mình luôn. Lên cái mùi hương dâu đã quá các bạn nè. Các bạn lưu ý nha, lên mùi hương dâu mới là cái D1 thật nha các bạn. Mà không phải lên mùi hương dâu là D1 giả nha các bạn nha. Các bạn hãy lưu ý. Rồi, ok. 3 nguyên liệu đã xong. Cái nguyên liệu cuối cùng đó chính là chép tàu hương dâu. Các bạn chuẩn bị mình 2 gói chép tàu hương dâu như thế này nha các bạn. Đó, 2 gói là được rồi. Để tạo cho hương cái độ mà dâu nặng á các bạn ạ. Hai gói. Rồi, ok. Cái việc cuối cùng đó chính là trộn đều nha các bạn. Trộn đều lên nữa là ok. Xong rồi mình xay nhuyễn nó ra. Đó. Dùng tay trộn cho nó chất. Ok. Mồi chúng ta đã xong nha các bạn. Cái việc cuối cùng á, ở trong cái công đoạn này á, là chỉ có việc xay nhuyễn nó ra thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ test xay nhuyễn cho các bạn xem nha. Sau đó mình sẽ đóng bịch. Ok. Hoàn thành cái video clip 4 nguyên liệu làm mồi câu cá trôi chép chấm đơn giản, hiệu quả nha các bạn. Mình đã thử nghiệm và đã lên rất là nhiều cá trôi chép chấm từ cái bài mồi này. Từ cái mồi này nha các bạn. Và cách trộn và cách trộn như thế nào để tăng được hiệu quả cao. Một là các bạn trộn cái mồi này với lại nước xịt tinh dâu, cộng theo đó là 2 quả trứng vịt
và kèm ít cái mồi bùi chua vô nữa sẽ ok hơn. Còn hai nữa thì các bạn sẽ ủ chua đi, ủ chua cái mồi này với trứng vịt đó, xong rồi để nó lên mùi chua chua để các bạn câu. Còn thứ ba các bạn làm cách trộn và câu liền á, thì các bạn chế xịt tinh vô, một chai xịt tinh vô cho 1 kg mồi đó, xong rồi các bạn cho 2 bảy vịt vô, trộn đều lên, ủ lại khoảng chừng nửa tiếng sau các bạn đem đi câu. Ok, lên rất nhiều cá trôi chép chấm, mình đã thử test rất nhiều cá trôi cho chấm từ cái mồi này rồi. Các bạn cùng làm và cùng trải nghiệm với mình nha. Cá ăn các bạn ơi, nó kéo dùng dây luôn rồi, cái cần đen này nè, nó không chịu kéo bạn ơi, nó chưa nhấp vào dùng dây. Quay thử các bạn ơi, nặng. Cái gì vậy? Yeah. Ghê vậy? Chín gì rồi? Ra. Còn luôn. Còn các bạn ơi. Hết rồi bạn ơi. Chạy cái gì? Ôi trời. Dướng. Cho các bạn ơi. Hàng về ký á. Dướng. Hàng bao rồi. Ý, hàng về các bạn ơi. Ký á. Ăn khô bạn ơi, ăn nó không chịu kéo luôn, mà nó cứ cắm đầu nó chạy, nó dùng dây lại thôi, quá khô. Cái đỏ hai các bạn em cho đỏ nha, cá ăn quá khô các bạn ơi, đúng là cá hồ này giờ nó quá khô các bạn ơi, ăn không chịu kéo dây luôn nè, con này ký á. Ký trên ký các bạn ơi. Ok nha. Có cá trôi đâu. Đi. Ăn về. Hàng về. Trôi. Nhỏ à. Trôi mày cá nha các bạn. Cho đỏ. Được, ok bự chứ. Được. Hai các bạn. Đừng có cho nữa các bạn ơi. Năm lạng, sáu lạng. À. Con này 7 lạng á. Cho đỏ nặng lắm. Cho đây các bạn. Chơi nhỏ mà kéo khỏe các bạn ơi. Cũng là cái đó luôn. Mình muốn mấy mình về mà về mẹ đi. Hàng về anh em ơi. Hàng về anh em ơi. Hàng về anh em ơi. Sáng giờ không được cái nào luôn á. Trời đời từ nãy giờ anh em ơi. Chơi nữa rồi anh em ơi. Tuyệt vời. To đấy. Một con chơi nữa. Một con chơi nữa các bạn ơi. Hey. Dính mép, rất dưới, xém sảy luôn.
Ok các bạn, đừng chơi các bạn, hôm nay trúng tặng chơi đỏ không nè, đã chưa nè. Đấy, mồi chứng tỏ cái mồi này nó hiệu quả đối với cá trôi các bạn à, cá trôi đỏ nè, mồi câu cá trôi chép rô phi hiệu quả với làm của mình nè các bạn. Ok nha, mở vô cái giỏ đi. Hàng ơi, không cần luôn. Được, được, con to bạn ơi. Quá gió rồi. Vô bờ. Trôi rồi bạn ơi. Chờ đợi từ nãy giờ luôn á. Trôi. Đã. Kỹ á. À. Con nữa nha các bạn. Con này gần ký á. Quá ok rồi. Hôm nay bài mồi nó hiệu quả quá các bạn ạ. Ok nha các bạn. Thêm một con trôi đỏ nữa nha các bạn. Ok nha. Hôm nay trúng bày cá trôi luôn, quá tuyệt vời. Ok nha các bạn. Hồi nãy có một cái đá lục bình nó trôi ngang qua, nó vướng dây mình á, mình đã thu quá giọt con câu rồi nè. Đó, gọn gàng vô trong cái giỏ như thế này rồi đó. Lắp hết rồi các bạn à. Và đây là thành quả của cái ngày hôm nay mình đi test mồi câu cá trôi chép rupee hiệu quả giá làm cho các bạn xem đây. Hôm nay mình rất là may mắn. Hôm nay là mình câu được 4 con cá trôi đỏ, tương đối là vừa, và một con cá mè. Đây. Trôi thì cũng tầm 8-9 lạng ký. Đó. Ở đấy thôi. Đây. Là được mỗi em này là to nhất này. Em này hơn ký à. Đó. Hôm nay là được 4 em. Đó, 4 em trôi đỏ nha các bạn. À. Rồi. Chiều nay mình sẽ về xử lý 4 em trôi đỏ này vô một cái nồi lẩu rất là bự. Đó, ăn mừng ngày hôm nay là chúng động cá trôi đỏ nha các bạn. Tại vì đây là cái hồ tự nhiên, không phải là cái hồ cá thả, nên tỷ lệ cá ở cái hồ này rất là ít. Và ngày hôm nay mình lên được nhiều cá đây là cũng khá là nhiều, là khá là ok đó các bạn. Rồi, xong cái buổi test mồi ngày hôm nay nha các bạn. Thì các bạn xem video này, các bạn yêu thích cái video này của mình á, thì các bạn hãy xin cho mình xin một like và nhớ đăng ký. Và đừng quên chia sẻ cái video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Chúc các bạn có một ngày xem video và vui vẻ nha các bạn. Chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại các bạn vào lần sau nha.